có mực, cây nhỏ nồi và những công dụng hỗ trợ trị bệnh tuyệt vời. Trong kho tàng y học dân tộc vô cùng phong phú, thì những bài thuốc từ cây thảo dược đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Ngay cả những cây cỏ mọc hoang ở nhiều nơi như cỏ mực hay còn gọi là cỏ nhỏ nồi cũng là loại thảo dược hữu ích để chữa trị rất nhiều căn bệnh khác nhau. Đặc điểm của cây cỏ mực. Cỏ nhỏ nồi hay cỏ mực là tiếng dân gian đấy chứ. Thế còn nó có cái tên chữ là Hạn Liên Thảo. Thế trong sách của Tuệ Tĩnh từ thế kỷ 14 đã ghi là mặc thảo. Sở dĩ nó được gọi là cỏ mực vì khi vò nát có nước chảy ra đều như mực. Cỏ mực thuộc loại cây hàng năm, mọc đứng hoặc bò, cao 30-40cm, thân màu lục hoặc đỏ tía, có lông cứng. Lá cỏ mực mọc đối có răng cưa rất nhỏ, hai mặt lá có lông, hoa hình đầu màu trắng mọc ở kẽ lá hoặc ngọn thân, gồm hoa cái ở ngoài và hoa lưỡng tính ở giữa, quả bé dài 3mm và có 3 cạnh hơi dẹp. Cỏ mực có ít tinh dầu, chất đắng, tannin, caroten và chất alkaloid, polyphenol. Bên cạnh đó, trong cây cỏ mực còn chứa lavonoid và dimethylcarbonate. Cây thảo dược cỏ mực có tính lạnh, không độc, vị ngọt chua, có công dụng mát huyết, dưỡng thận âm, thanh can nhiệt, cầm máu, làm đen râu tóc. Tất cả các bộ phận của cây như lá, thân, hoa đều được sử dụng làm thuốc chữa bệnh, có thể dùng tươi hoặc sấy khô để sử dụng. Ở các quốc gia khác nhau, cây cỏ mực được dùng để làm gì? Ở Ấn Độ, cỏ mực là một trong số 10 cây hoa quý được dùng làm mỹ phẩm bôi da, thoa tóc từ thời xưa. Nó cũng là nguyên liệu số 1 chế tạo thuốc ngừa tóc đen tại đất nước này. Ngoài ra, cây cỏ mực cũng hỗ trợ trị nấm lát đồng tiền, sói đầu, trị gan, sưng gan, vàng da, làm thuốc bổ tổng quát và nhiều công dụng khác như trị ho, ăn khó tiêu, chảy máu miệng, choáng váng, giúp lành vết thương, chữa đau răng. Ở Pakistan, cây tươi sử dụng làm thuốc bổ chung, làm giảm sưng lá lách và trị suyễn, bệnh ngoài da, bệnh gan, hạch sưng, lá để trị nhức đầu, ho, hói tóc, lá lách và gan sưng phù và da. Còn ở Trung Hoa, lá dùng để kích thích mọc tóc, toàn cây điều chế chất chát cầm máu, trị ho ra máu, đầu mắt, tiểu ra máu, sưng gan, sưng ruột, đau lưng và da. Lá tươi dùng để bảo vệ tay chân nông da, phòng ngừa nhiễm độc và sưng khi làm đồng án. Ở Việt Nam ta, có mực được dùng để chữa xuất huyết nội tạng như xuất huyết ruột, hò ra máu, chảy máu lợi, nú răng, trị sưng gan, bàng quang, đường tiểu, làm đen tóc, mụn nhọt. Đặc biệt, có mực còn sử dụng để làm đen tóc bạc. Sau đây là một số bài thuốc thực tế dùng cây cỏ mực để chữa bệnh. 1. Cầm máu. Dùng một nắm lá cỏ mực từ 10 đến 15 gram, rửa sạch, giã nhuyễn hoặc nhai nhỏ đắp vào vết nứt. 2. Đối với trẻ bị tưa lưỡi, chỉ cần 4 gram cỏ mực tươi, 2 gram lá hẹ tươi giã nhuyễn, lấy nước cốt hòa với mật ong, chấm lên lưỡi, cứ cách 2 giờ một lần. 3. Thổ huyết và chảy máu cam. Rửa sạch cành lá cây cỏ mực giã nát, sau đó ép lấy nước, dùng nước uống để cầm máu. 4. Trị chứng tiểu ra máu. Rửa sạch lá cây cỏ mực và mã đề, giã hai loại lá trên, sau đó ép lấy nước uống, uống 3 chén một ngày trước bữa ăn. 5. Trị chóng mặt, hoa mắt. Dùng 15 gram cỏ mực, 15 gram sinh địa, sắc nước uống 2 lần mỗi ngày, uống liên tiếp 30 ngày. 6. Trị rong kinh nhẹ. Dùng cỏ mực khô sắc nước uống hoặc tươi giã nhuyễn, vắt lấy nước cốt uống. Nếu ra máu nhiều, cần thêm vào cây huyết dụ hoặc trắc bá diệp. 7. Chữa suy thận. Dùng 30 gram cỏ mực khô, sao vàng trên lửa than và 40 gram đậu đen sao vàng, sắc với 2 lít nước, chia uống nhiều lần trong ngày. 8. Trị mề đay. Kết hợp cỏ mực với các thảo dược như lá huyết dụ, lá xương sông, lá dưa chuột, lá giúp cá, lá nhài và lá khế giã nhuyễn, vắt lấy nước cho người bệnh uống, phần bã gom lại, đắp hoặc cho vào mảnh vải mỏng xoa lên người. 9. Dưỡng da. Cỏ mực có công dụng cải thiện quá trình tuần hoàn máu ngoài da, nhất là da đầu, làm cho đầu tóc, da thịt được cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ, do đó da dẻ sẽ mịn màng, râu tóc đen mượt hơn. 10. Điều trị râu tóc bạc sớm. Một nắm cỏ mực rửa sạch, đun cô đặc thành cao, thêm vào mật ong, nước gừng vừa đủ, cô lại lần nữa, bỏ vào lọ để dùng dần, mỗi lần dùng 1 đến 2 thìa canh, hòa với nước đun sôi để ấm rồi uống. Bên cạnh đó, cây cỏ mực còn được sử dụng trong nhiều bài thuốc trị bệnh khác nhau, như vậy tiềm năng chữa bệnh từ cây cỏ mực còn rất nhiều và phong phú mà chúng ta chưa nghiên cứu hết.
Sau đây là những lưu ý khi dùng cây cỏ mực. Không dùng cỏ mực cho người tỳ vị hư hàn tiêu chảy, âm hư không có nhiệt. Tuyệt đối không cho phụ nữ có thai dùng vì dễ gây băng huyết dẫn tới sảy thai. Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất chia sẻ, do đó bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ và người có chuyên môn trước khi sử dụng. Serum và dầu gội cỏ mực mộc nhu, giải pháp đột phá dành cho người bị tóc bạc. Phủ màu tóc bạc thành đen nhanh chóng mà không cần đi nhuộm, kích thích tóc còn mọc ra đen tự nhiên từ gốc, nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, ru mực từ gốc đến ngọn. Liên hệ tổng đài 1900 7143, hotline 0919 146 444.